Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ trực tiếp Minecraft thời đại khủng long. Ở tập trước thì chúng ta đã có một ngày tuyệt vời ở trong việc đó chính là hồi sinh những cái loài từ thời cổ đại. Ở cái gì đây? Hả? Cái nhóc này bây giờ lớn lên là sẽ hút mình hả? Ủa trời ơi. Cái em khủng long xanh mắt chố này. Hay à. Tôi nuôi em bự vậy rồi em hút tôi đúng không? Ôi kìa, còn mắt chớn nữa, thấy ghét thiệt chứ. Ôi ơi. Thôi được rồi, miễn em thích là được, tôi cho em hút luôn. Rồi, và trong ngày hôm nay thì chắc công việc của chúng ta sẽ trở lại cái hang động nguyên thủy đó các bạn à. Hay, hôm qua chúng ta trở lại đó chủ yếu là để đi săn những cái nhóc khủng long sừng chứ y thôi. Nhưng mà hôm nay mình sẽ trở lại đó không để đi săn khủng long bình thường đâu, mà là khủng long boss các bạn à. Và boss này đang ở sâu bên trong trái tim của cái ngọn núi lửa mà chúng ta hay gặp ở bên cái hang đó ha. Và để triệu hồi được loài boss này thì mình cần phải chế tạo một thứ cực kỳ hiếm luôn, mà nó được ghép từ cái này, Amber Curiosity. À, với những cái heavy bone á là sẽ được ominous catalyst. À, và cái này thì chắc chắn rồi, mình phải đi săn thêm heavy bone rồi đó. À, nhưng mà cái này ngoài công dụng là triệu hồi boss ra thì hình như cũng có thể dùng lên người ảnh long thì phải. Thử nha. Oh my god. Mình đã biến hình cho anh long rồi các bạn ơi. Ui sao ở cái hình dạng này mắt anh long màu đỏ. Sao nhìn hung dữ quá nhở, không có hề hề giống như nãy các bạn ơi. À. Ơi nhìn hung hăng lắm nha. Ê, rồi có áp dụng lên khủng long bay không? Mình muốn test thử quá. Được luôn, mình vẫn có thể áp dụng lên khủng long bay nha. Wow. Vậy thì đối với cái em bên này, đó chính là khủng long sừng chứ y. Sẽ biến đổi màu luôn. Trời đất. Rồi cái em bên này hình như có thể biến đổi màu hết được luôn á các bạn ơi. Nè. Uầy. Ê, tính ra cái Amber Curiosity này cực kỳ nhiều công dụng ha. Được thật sự. Rồi, giờ thì mình sẽ để cho em khủng long bay này đáp ở đây tiếp. Ui trời, gớt này à, em gớt này rồi các bạn ơi. Em còn lại thì mình để trong khu vườn của Brachiosaurus là mình đi kiếm nãy giờ. Rồi, cũng cho đáp xuống ở ngay khu vực này luôn ha. Ok, mình sẽ đi ngủ một giấc. Rồi sáng thức dậy, mình sẽ cưỡi anh long, cũng như là một vài cái nhóc khủng long khác mà thiên về chiến đấu các bạn. Để chúng ta bắt đầu cái trận chiến ngày hôm nay. Mình nghĩ đây là trận chiến kiểu như là sinh tử đó, chứ không phải là trận chiến giỡn giỡn đâu. Nên là mình phải chuẩn bị cho thiệt là kỹ. À, hay là mình làm thêm mình sửa thêm giáp đi. Mặc dù mình biết là giờ mình nghèo thiệt đó, nhưng mà cũng phải gán mà sửa giáp các bạn à. Không sửa giáp full độ bền thì một xíu nữa chiến đấu giữa chừng mà bể cái là hết tới công chuyện luôn. Rồi, giờ là nghèo luôn rồi đó các bạn, không còn một viên kim cương dính túi luôn. Có nhiều xài nhiều các bạn. Ra ngoài và chúng ta sẽ chiêu mộ thêm mấy em khủng long nữa. Ôi ôi. Đây, lần lượt là Triceratops nè. Cho em ngồi xuống. Tiếp theo sẽ là cặp đôi Diablo Ceratops ha. Rồi, đội quân của mình hôm nay sẽ gồm 4 em khủng long này thôi. Không biết có ít quá hay không nhưng mà thôi kệ. Cây nhà lá vườn, quan trọng là tinh thần chiến đấu các bạn à. Mình sẽ cùng mấy em này chiến đấu hết sức có thể ha. Đúng, 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 hợp lý. À, bạn nào có nhu cầu mua app Roblox, Love Fruit cũng như là Unit Toilet thì nhớ ghé qua shop của Lập nha. Link shop ở dưới phần bình luận video á. Ok. Ơi. Wow, bữa nay sao nhiều cái con quái vật hồ dầu vậy? Đội quân khủng long của anh. Chúng ta tấn công nào. Ê, không tấn công. Ok. Ủa dạ. Ui, dám tấn công à, tới số rồi. Sống pin. Ui dùi. Đội quân khủng long của mình quá dữ các bạn ơi. À, dám đánh em á, Diablo hả? Con này. Một tính cần năm hay gì? Hả? Yeah. Hạ thêm được một con quái vật hồ dầu nữa các bạn. Ủa? Ê, mình lỡ té xuống hồ dầu rồi. Ui,
Ui no. Ui ui. Trời đất ơi, mấy em không lòng mình lọt xuống hồ dầu hết trơn rồi. Cứu mấy em thôi. Chạy ra lẹ, chạy ra lẹ. Lọt vô hồ dầu là không có thấy đường, thấy sáng gì luôn á các bạn ơi. Ok, mấy em tay le ra theo mình nè. Thầy mới chuẩn bị xuống cái hang động nguyên thủy để chiến đấu. Mình phải tập luyện trước các bạn à. Và có vẻ là cũng khá là ăn ý đó. Rồi rồi, hang động nguyên thủy đang ở phía trước. Giờ thì mình sẽ cởi T-Rex thì xuống trước ha. Mấy em kia thì sẽ tele theo sau các bạn. Mình quên mất mấy em kia có thể tele theo à. Trời đất ơi. Ăn thua là mình thôi, mình chịu nổi hay không à. Ui dạ. Nhảy xuống đột cây trước đi ha. Xuống này tiếp. Đấy. An toàn, an toàn. Và như gần đây cũng có một cái hồ, cái núi lửa thì phải. Theo như mình nhớ. Ui, khúc này hơi nguy hiểm nha. Đâu ta? Sao mình nhớ gần cái đường xuống là có một cái núi lửa mà nhà. Kìa rồi. Thì ra nó nằm ở bên góc xéo các bạn ơi. Ok. Và mình sẽ tạm thời đánh dấu cái núi lửa này lại. Bởi vì mình chưa có triệu hồi boss liền được các bạn à. Mình cần phải đi săn thêm khủng long vua ở cái vùng hang động nguyên thủy này nữa cơ. Thì chúng ta mới có đủ những cái khúc xương ấy. Hiện tại mình chỉ mới có 2 khúc xương nè. Mình còn thiếu tới tận là 6 khúc xương nữa cơ. Hơi bị nhiều luôn đó nha. Ủa, đây, 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 đây. Đây rồi, đây rồi. Mấy em, sẵn sàng chiến đấu chưa? Tổng tiến công. Let's go. Ê, thủ kiên. Ê, chạy hả, chạy. Chơi mà chạy, fan. Đúng rồi, tổng tiến công. Tấn công rồi, mấy em. Đúng rồi. Ủa, dạ, dạ, dạ. Từ, 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 từ. Mình phải tập trung mới được. Không khéo mình đánh trúng mấy em khủng long mình mất. Ok. Hội đồng đi. Alright. Thành công chưa? Ok. Chúng ta săn thêm được 5 khúc xương. Wow. Khá nhiều nha. Vậy là chỉ còn thiếu một khúc xương nữa thôi các bạn ơi. Ui, để coi coi. Kiểm tra lại chỉ số máu của mẹ em cái đã. Hiện tại mẹ em đang ở mức rất là khỏe ha. Không có nguy hiểm các bạn ơi. Wow. Nhưng mà có một điều đáng tiếc á. Là mình phải săn đi khủng long vua kia thay vì là bắt về ha. Nhưng mà ráng hy sinh thôi. Khi nào mình đủ số lượng mấy cái con này. À, láo thiệt chứ. Bị em này gầm cái chạy kìa các bạn. Ít hôm nữa mình mà đủ số lượng á, mình sẽ bắt đầu kiếm bạn đời cho Tresamorus ha. Ok, còn một con này nữa. Láo tét. Mình có đội quân khủng long bảo kê các bạn, nên là khá là tự tin luôn á. Úi xài. Clear rồi. Dám cài khịa mình với mấy em khủng long hả? Đội quân của anh chuẩn bị nghênh chiến thôi. Let's go. Đây rồi, đây rồi. Mình sẽ nằm ở một cái vị trí khá là an toàn, nhưng mà đánh đổi lại mấy em khủng long của mình sẽ hơi vất vả một xíu nha. Mình sắp làm được rồi các bạn. Một xíu nữa thôi. Ok. Ôi, lần này có 2 khúc xương rồi các bạn à. Eo, nhưng mà may quá. Vừa đủ luôn ha. Đây. Và sau khi đặt mảnh xương cuối cùng thì chúng ta đã có thể làm ra được Ominous Catalyst rồi các bạn ơi. Yes, yes, yes. Thành tựu cũng đã được mở rồi. Ui, nhưng mà mình nghĩ là nên để cho khủng long ở đây ăn cỏ rồi hồi phục máu lại các bạn ơi. Có một vài em đã bị mất máu rồi nè. Triceratops mất nửa cây máu. Diablo cũng gần nửa cây máu nè. Quá là căng luôn á. Các bạn đã sẵn sàng cho trận chiến quyết định ở thế giới này chưa? Ôi. Ôi. Ở đây có thêm Tresamorus. Ồ. Bình tĩnh. Mình phải giữ cái đầu lạnh. Thay vì đi săn thì mình sẽ bắt về. Ok. Thành công rồi các bạn ơi. Ai cái con này? Giỡn mặt hả? Chạy đi. Này thì hi cà khịa. Đúng rồi. Nó dám cà khịa mình các bạn. Ui, chuẩn bị đánh boss mà còn đón nhận tin vui nữa. Có điểm nha, có điểm may mắn các bạn ơi. Wow, không ngờ chúng ta lại có thêm một Tresamorus nữa rồi. Rồi, có thêm động lực rồi đó. Giờ thì mình sẽ cởi khủng long bạo chúa ở đây. Chúng ta sẽ trèo lên cái ngọn núi lửa này ha. Hơi cao đó các bạn. Không biết trèo lên có tới không nữa. Thôi thôi, chắc mình tự cuốc bộ đi các bạn. Trèo bằng khủng long có vẻ hơi khó. Tại khủng long cũng khá là thiệt á. Rồi, đặt lóc trèo lên. Tới chưa?
Ui, núi lửa này cao phết đấy. Thêm một xíu nữa. Rồi 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 rồi, mình đã tới được đỉnh của ngọn núi lửa rồi các bạn ơi. Mình sẽ chuẩn bị sẵn táo vàng ở đây và trái bơm nữa, có gì mình đồng quy vô tận với nó luôn. Ui cái gì đấy cưng, trời ơi sao trèo lên đây làm gì. Trời đất ơi, nguy hiểm nguy hiểm. Để mình anh lên được rồi. Không được không được, để chắc cứu hơn. Chắc mình sẽ để mấy em khủng long ra một cái góc nào đó nó hơi xa một xíu hết các bạn. Chứ không thôi đi lọt vô cái ngọn núi lửa là mình nghỉ cứu luôn á. Đây ở đây đây, có một khoảng cách an toàn nhất định nè. Rồi, muốn đi lại tự do ở đây cũng được, kiếm ăn thêm các thứ đâu. Bảo chúa cũng vậy. Rồi, mình sẽ lên trển và triệu hồi boss một mình thôi. Khi nào mà mình nguy hiểm, nhất định những em khủng long cũng sẽ trợ giúp mình cho mà xem. Rồi em khủng long bay này sao tự nhiên lên đây chơi như vậy cưng. Đi đi, anh sắp triệu hồi boss đó, bay đi còn kịp. Theo như cuốn sách này chỉ dẫn á các bạn, thì để triệu hồi được loài khủng long boss này thì mình sẽ cần quăng cái Catalyst Ominous này vào cái ngọn núi lửa ha, phía bên trên. Chắc là ở cái khoảng trống này nè các bạn. Mình sẽ bắt chớn. Ok. Ui. Oh my god. Xuất hiện rồi, xuất hiện rồi. Ui, nó nhảy. What the heck? Ủa nó đâu rồi? Ê, cái con này nó tàn hình các bạn ơi. Ủa sao nó tàn hình ta? Mình không thấy nó được. Ồ. Mình không thấy nó các bạn ơi. Mình không thể bắn được nó luôn. Ôi no. Khủng long à. Một em khủng long nó ra đi rồi các bạn ơi. Ôi trời, nó đốt, nó đốt. Yêu. À mình thấy nó rồi nè. Nó năng à. Oh my god, oh my god. Đây là hình dạng của nó nè các bạn. À cái con đáng ghét này. Mình sẽ liều mạng với nó. Mình sẽ tấn công nó. Ui sao có một mình Triceratops chiến đấu vậy? Mấy cái em kia đâu? Ui trời, nó phun, nó phun. Nó triệu hồi những cái thiên thạch các bạn ơi. Ôi mày chui. Mình cần để cho Triceratops nghỉ ngơi. Wow, cái con khủng long cổ đại này. À nó phun, nó phun nhung nham. Ê, ui nó nhảy, nó nhảy. Ấy, nó làm cái gì vậy? Trời ơi, xung quanh toàn mình là nhung nham không à các bạn ơi. Thôi xong rồi. Mình không di chuyển được luôn á. Đi. Mình sẽ kén ăn táo vô. Ui. Con này nó làm lắc máy quá. Cố lên đi xe ra top. Cố lên. Ui. Thành công rồi. Ô mày chui. Một mình Triceratops các bạn ơi. Đúng một mình em luôn. Phải solo với cái con kia tí, tí nữa là tử trận rồi. Em đang trọng thương, em đang nằm nghỉ ngơi kìa các bạn. Ai, hôm nay là một ngày vất vả cho cưng rồi. Ủa rồi mấy cái nhóc kia đâu ta? Ok. Trời đất ơi, nãy giờ bên này sao không giúp đỡ Triceratops gì trơn vậy? Hình như sợ các bạn ơi. Chỉ có đúng Triceratops là đủ dũng cảm để chiến đấu với con boss này thôi à. Nhưng mà cái điều mình buồn nhất các bạn biết không, là mình không thể nào mà cứu được Tresamorus các bạn. Khủng long vua ở vùng này. Cái con boss này nó vừa ra là nó đè Tresamorus, nó bụp á. Không có đỡ nổi luôn. Hay giờ thì cái tình luôn á. Được cái này mất cái kia các bạn ơi. Lúc đi tới 5 mình lận, mà bây giờ về có 4 mình thôi à. Hay, đúng thật rồi các bạn à. Lời nguyền của mình vẫn áp dụng ở trong thế giới khủng long ha. Kiểu như người bạn nào đồng hành chung với mình thì sẽ có một cái xác suất gì đó sẽ nằm xuống mãi mãi các bạn ơi. Quá là đáng tiếc luôn. Cũng tại mình yếu quá, mình không bảo kê được ẻm.
Ừ, và hồi nãy cái con bot á, nó đã rơi ra cho mình những cái tectonic shack các bạn à. Đây chính là thứ giúp mình có thể chế tạo được giáp nha. Uầy, cực kỳ xịn luôn. Cái áo này, ủa cái nón chứ cộng 6 giáp, cái quần cộng 10 giáp, cái áo cộng 12 giáp và cái ủng cộng 6 giáp. What the heck, cực kỳ VIP luôn á. Đây là cái mảnh mà mình nghĩ là xịn nhất hiện tại mà mình có thể dùng để chế tạo giáp đó các bạn à. Hiện tại thì mình thấy bộ giáp mình đang bị yếu, chắc là... Ôi ơi, cái gì đây? Trời, mấy con này. Trời ơi, nó không, mình không để ý là nó cắn mình liền. Thôi, mình sẽ không quên cái sự hy sinh của anh Long đâu. Nên là bây giờ chúng ta sẽ về nhà làm một cái khu tưởng niệm anh Long á các bạn. Vì những sự cống hiến mà anh đã dành cho mình. Trận chiến căng thẳng đầu tiên thôi mà chúng ta đã có thiệt hại rồi. Từ rài về sau phải cẩn thận hơn nhiều nữa các bạn ơi. Không được y giống như vậy ha. Mà hồi nãy công nhận cái con này nó làm lắc máy kinh khủng luôn á. Mình không có làm ăn được gì hết. Chỉ nhờ em Triceratops mạnh nên là chúng ta mới thắng nổi thôi đó. Tí nữa là mất luôn Triceratops rồi. Nói chung thì sự hy sinh này khó mà diễn tả được lắm các bạn ạ. Ok, mặc dù cái này thì không giống anh Long lắm á, nhưng mà mình sẽ đặt đây để chúng ta dễ liên tưởng tới anh Long hơn. Cũng may trời, mình không dắt anh Long kia theo. Ừ, nhiều khi dắt anh Long kia theo chắc cũng đi luôn anh Long kia rồi đó. Ok, hiện tại thì mình đã cho Triceratops cũng như là mấy cái nhóc kia hồi phục máu rồi các bạn ạ. Và hồi nãy mình có săn được tổng cộng là 10 cái Tectonic Shack đúng không? Nên mình quyết định mình sẽ đầu tư liền một cái set giáp trước đi ha. Đây. À không, nó một set thì nó không đúng, chỉ được cái áo thôi các bạn ạ. Nhưng mà một cái áo thôi mà nó đã cho mình tới 12 giáp lận rồi. Đó, cũng rất là tốt ha. Và không thể thiếu đó chính là mình sẽ enchant cho nó tốt hơn để chúng ta còn sử dụng tiếp nữa. Ôi ôi, xem thử coi nó sẽ được dòng gì. Bảo vệ khỏi lửa. Mình thì không cần bảo vệ khỏi lửa lắm, mình cần bảo vệ thôi. Yêu gai. Ôi đây bảo vệ 3, cho thêm lưu ly vô coi để run tiếp các bạn. Ê đây bảo vệ 4. Yeah. Cuối cùng. Có chậm hỏng luôn, ngon ấy chứ. Giờ thì ê, từ từ. Creeper, bắn nó liền. Ok. Giờ... Ôi trời ơi, lỡ chọi trái bom luôn rồi. Mình đã có được một cái món giáp nó xịn hơn rồi các bạn. Mình cũng đã tự tin hơn. Nhưng mà ủa cái gì vậy? Ủa cái lỗ gì đây? What the heck? Cái quần đùi gì đây? Bây giờ mình sẽ mặc thử cái áo giáp này ha. Coi coi nó có đẹp hay không. Và nó khá là đẹp đó các bạn à. Được thật sự luôn ấy chứ. Nhưng mà nói gì thì nói, mặc set giáp này mình cũng không vui tí nào các bạn. Tại phải đánh đổi bằng sinh mạng của một người bạn mà. Thôi, tạm thời gác qua cái chuyện buồn đó, mình sẽ ngủ một giấc rồi sau đó chúng ta sẽ tiếp tục công việc ngày hôm nay ha. Hồi nãy thì chúng ta đánh boss đúng không? Nhưng mà ở phía dưới của boss, trong cái hang nguyên thủy kia còn là một sinh vật khác các bạn à. Mình thấy cũng y gan boss luôn các bạn ơi, nhưng mà chỉ ít máu hơn. Đây là là phiên bản kiểu như không có giận dữ của boss thì phải. Và còn có thể thuần hóa được nữa hả? What the heck? Cái gì sinh vật mạnh mẽ này mà cũng có thể làm bạn được hả? Quay. Vậy thì hơi bá đạo nha. Thôi được á, chắc là mình sẽ cưỡi khủng long bay sau khi đã nhuộm màu nè. Chúng ta bay tới cái vùng đó lại một lần nữa các bạn ơi. Mình phải điều tra mọi thứ cho ra nhẽ mới được. Đạp xuống. Ok. Sau đó thì kiểm tra xung quanh coi. Không biết là giống loài đó sẽ spawn ở cái vùng nào trong cái hang động nguyên thủy này nè. Hay da, mình đi mấy ngày trong này riết cũng thuộc hết địa hình ở trong đây rồi đó các bạn. Công trình thì ở đây nó không có nhiều lắm đâu. 3 days later. Thiệt sự các bạn ơi, cuối cùng mình cũng đã tìm được rồi. Quay Iran boss hồi nãy mình đánh luôn, nhưng mà chỉ có điều cái màu thì hơi khác á. Diện mạo thì giống nhưng mà cái màu thì khác. Mấy trăm máu, hình như trong sách ghi là 400 máu đó. Ui thiệt, và cũng thân thiện nữa.
không như cái con boss hồi nãy. Yêu to lớn lắm các bạn ạ. Dạ mang. Ơ ê, quên quên. Mình còn dư súp hôm bữa cho anh Long ăn dư nè. Mình sẽ thử đút coi. Hả? Cái gì? Mình đã có thể cưỡi được luôn. Nani. Oh my god. Vậy là hôm nay. Ôi dồi ôi, mình đã sở hữu khủng long bá đạo nhất ở bên này rồi các bạn ơi. Ờ. Khủng long này có tên là Atla Titan. Này. Mình có thể cưỡi và đi rất là dễ dàng ha. Ngoài ra thì còn có kỹ năng nữa cơ. Để coi coi kỹ năng của loài khủng long to lớn này sẽ là cái gì ha. Ôi dồi ôi. Công nhận là không ai xui hoài được các bạn ạ. Và chắc điều may mắn của mình nhất ngày hôm nay đó chính là có được một loài khủng long mới này quá. Rồi, mình sẽ dùng kỹ năng thử ha. What? Đây là kỹ năng dậm và gây ra động đất các bạn ạ. Kỹ năng này hồi nãy cái con boss nó cũng dùng nè. Wow. Wow. Bá đạo nha. Cái này dùng để đi khai hoang đất thì hết sảy luôn á các bạn ơi. Lại nè. Đó, dọng một cái thôi là sẽ được một cái lỗ tròn vo ha. Ngoài ra thì cái miệng của cái em này á, mình thấy còn bốc lửa nữa cơ. Ồ. Ôi ơi. Hình như mình còn dư cái gì ta? Đây. Tectonic Shack. Hay là mình sẽ thử dùng lên người của Atlant Titan. Đây nè. Đây nè các bạn ơi. Đây chính là hình dạng ở trong ngọn núi lửa nè. Ui. Ê, trở về hình dạng này nhìn ngầu hơn hẳn luôn nha. Ê, tuy nhiên thì Atlant Titan mình không có thay đổi chế độ được ha. Em ấy chỉ có thể di chuyển tự do thôi, chứ mình không có ra lệnh ngồi xuống hoặc là đi theo mình được. Ồ, đây là một cái điểm trừ ha. Quá dở luôn. À, còn một điểm trừ nữa là loài này di chuyển không có nhanh các bạn, rất là chậm chạp. Hay. Ê, mình sẽ hy sinh một nhóc khủng long để chúng ta test sức mạnh đi nhờ. Ê, không, hy sinh chú ếch này đi, chú ếch vàng nè. Ủa? Ủa, khủng long không có tấn công tiếp mình hả? Ồ, không hề tấn công tiếp mình nha. Mặc dù không chiến đấu tiếp mình được nhưng mà thôi. Mình đã có thể làm bạn được. Rồi còn cưỡi được trên người Atlant Titan cũng là khá là vui rồi ha. Giờ mình sẽ thử mang Atlant Titan về coi coi có được hay không. Ui, vẫn được các bạn ạ. Vẫn dùng chiếc thùng thần kỳ này được. Ok. Vậy là coi như chuyến trở lại cái hang động có vẻ ổn. Hiện tại thì chỗ mình không có cái khu nào mà đủ bự để cho Atlant Titan có thể tạm thời ở các bạn ạ. Hay là khó hay ta. Để khủng long đó đâu giờ nhờ. Trong nhà là không được, trong nhà đi tới đi lui là sập cái nhà mình luôn đó các bạn. Cái em đó bự lắm. Ok. Trời. Khủng long bay hết nổi. Ok, tạm thời cho em đáp xuống đây cũng được. Rồi, mình vô trong nhà mình ngủ trước một giấc cái đã. Sáng dậy chúng ta tính tiếp ha. Nhưng trước đó thì để mình thả chị Long ra cái đã các bạn ơi. Ây da. Ây. Không biết khi nào mới có đủ một cặp nữa nè. Mới có chị Long cái lạnh Long đi rồi. Ok, để chị Long ở đây đi. Rồi, dẫn như nãy á, mình sẽ bàn về cái chỗ để cho Atlant Titan cư ngụ á các bạn. Các bạn nghĩ sao về việc mình sẽ để Atlant Titan ở gần biển? Nhưng mà theo như mình biết nha, hình như khi mà Atlant Titan đi tới đâu thì mặt nước sẽ biến thành đá tới đó. Đúng không? Hay là chỉ áp dụng với boss? Ồ, vậy là áp dụng với boss thôi các bạn ơi. À. Quay. Đừng có đi vô chỗ của mấy nhóc khủng long kia nha, Atlant Titan. Thở thôi mà cũng bắn ra lửa tùm lum kìa các bạn. Chất thiệt chứ, trời ơi. Hôm bữa chỉ có Brachiosaurus là bự nhất ở cái vùng mình thôi đúng không? Bây giờ không, bây giờ đã có thêm Atlant Titan rồi các bạn. Vừa bự, mà còn nghe vừa ha, mạnh nữa. Có sức tàn phá quỷ diệt đó nha. Không khéo là toàn liền đó. Ủa, không thấy nổi, ôi. Ê, mình đi lại gần mà cũng không sập tường, sập nhà vậy nè các bạn ơi.
Oh, vậy thì được, vậy thì được. Alright, chắc là mình cũng có thể cho vô chỗ của Brachiosaurus đó các bạn. Vẫn ổn các bạn ơi. Đây. Wow. Nhưng mà chỗ này là bây giờ là chật rồi đó. Mình nghĩ là full rồi đó các bạn à. Không nên cho thêm loài nào vô trong nữa đâu. Chắc là chuẩn bị xây nữa ở mới cho những loài khủng long về sau rồi đó. Hoài. Phải chi mà mình còn điều khiển được ha. Atlantitan chiến đấu nữa. Nhất định là mình sẽ cưỡi Atlantitan trở lại để trả thù cái con mà đã sát hại anh Long của chúng ta rồi. Hay. Nhưng mà điều đó là không thể các bạn ơi. Chắc là phải tự lực cánh sinh rồi đó. Tìm cách trở nên mạnh hơn rồi tự trả mối thù của mình thôi nè. Hy vọng là sắp tới chúng ta sẽ tìm thêm được anh Long khác ha. Để có thể bầu bạn với chị Long các bạn. Chứ hiện tại mình thấy là chị Long có vẻ là hơi buồn buồn á. Nãy giờ không thấy chị Long la hét gì trơn à. Và các bạn thấy khủng long boss ngày hôm nay như thế nào? Mình thì đánh giá đây là một boss cực kỳ khủng nha. Nếu không có sự giúp sức của Triceratops thì mình nói thật, mình tủi con tôm với cái con boss kia luôn á. Công nhận Triceratops gánh tem ấy cực mạnh luôn các bạn ơi. Và hy vọng rằng sắp tới chúng ta có thể tìm được thật là nhiều loài khủng long mạnh khác nữa để có thể hỗ trợ mình trong những trận chiến cam go giống như vừa rồi ha. À mà bạn nào có nhu cầu mua app Roblox, Lovefruit cũng như là Unit Toilet thì nhớ cái WhatsApp của Lập nha. Link shop ở dưới phần bình luận á. Còn bây giờ thì chắc phải hẹn gặp lại các bạn vào những tập kế tiếp thôi. Anh Long yên nghỉ nha anh Long. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.